Tam Quan Nam là một xã có diện tích trồng dừa lớn của tỉnh Bình Định cũng như cả nước với khoảng 208 ha, trồng hơn 60.000 cây, trong đó có khoảng 55.000 cây đang cho quả. Đây chính là vùng nguyên liệu lý tưởng để phát triển nghề dệt thảm sơ dừa. Nghề dệt thảm sơ dừa ở Cửu Lợi, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn bắt đầu từ những năm 30 của thế kỷ trước. Thời điểm cực thịnh của làng nghề là những năm sau giải phóng, khi hợp tác xã thảm sơ dừa Tam Quan Nam còn hoạt động mạnh mẽ. Trụ sở hợp tác xã đặt ở thôn Cửu Lợi Tây, bấy giờ thảm chủ yếu xuất sang thị trường Liên Xô. Trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1998, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, làng nghề thảm sơ dừa đã nhộn nhịp trở lại. Riêng các khung dệt bán sản phẩm thô sơ cơ sở Ngọc Trung đã sản xuất được 15.000 tấn một năm. Tính cả làng nghề, con số này không dưới 20.000 tấn một năm, chủ yếu là loại thảm kích thước 35 x 60 cm. Thu nhập bình quân của người lao động từ 80 đến 100.000 đồng một ngày, khá cao vào thời điểm ấy. Đối tác mua hàng của làng nghề ở giai đoạn này chủ yếu là các nước Đông Âu. Giai đoạn 2003-2005, nghề dệt thảm sơ dừa được thị trường Indonesia và Đức tiêu thụ mạnh nhất. Ở giai đoạn này, tuy làm nhiều nhưng người lao động lại thu nhập thấp, chỉ khoảng 30-40.000 đồng một ngày. Nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh mạnh mẽ của các mặt hàng cùng loại của Sri Lanka. Đến năm 2007, các đối tác Đông Âu lần lượt từ chối hàng thảm sơ dừa của ta. Nghề dệt thảm sơ dừa rơi vào tình trạng khốn đốn. Năm 2008, tỉnh Bình Định đã có nhiều chính sách khôi phục phát triển làng nghề truyền thống, tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó mà nghề dệt thảm sơ dừa được sống lại, mang lại nhiều niềm vui cho người dân trong vùng. Đối tác lúc này là thị trường các nước Đông Á, chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc. Gần đây các đối tác Trung Quốc bỏ đi hoặc ép giá, vì thế hàng tồn đọng nhiều, làng nghề gặp khó. Ông Huỳnh Minh Ngọc, chủ cơ sở dệt Ngọc Trung lớn nhất ở đây có 13 khung dệt, cho biết bình thường cơ sở của ông mỗi tháng xuất đi Trung Quốc 3 container thảm, tương đương với khoảng 6.000 tấm. Nhờ đó, người lao động của cơ sở này có thu nhập khoảng 3 triệu đồng một tháng. Hiện nay mỗi tháng ông chỉ xuất được một container đi Hàn Quốc. Vì thế, nghề dệt thảm không đảm bảo đời sống cho người lao động nên họ đã bỏ đi. Cái hàng thảm sơ dừa của làng nghề truyền thống chúng tôi là có từ lâu của ông cha để lại. Cách này hơn mười mấy năm thì cái hàng thảm sơ dừa rất thịnh, xuất đi đủ nước ở Đông Âu, nói chung làm ra rất nhiều. Và do cái cơ chế thị trường hôm nay là hiện giờ là các cái đầu tiêu thụ các nước là nó chậm lại, cho nên khoảng 5-6 năm nay là cái hàng thảm sơ dừa là nó đi xuống. Thiết nghĩ nghề dệt thảm sơ dừa là một làng nghề truyền thống lâu đời, đã từng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương. Vì thế, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp cụ thể để khôi phục, giữ gìn, phát triển làng nghề.